Sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo chủ, Giáo hội Phật giáo Hòa Hào. Do Bang Phổ thông Giáo lý Trung ương ấn hành vào năm 1966. Giọng đọc được thiết kế: Dương Thanh Thơ, Trường Chinh, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang. Nguyện đem công đức này trang nghiêm nơi cõi Phật, trên đền bốn ơn sâu, dưới độ ba đường khổ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, khi báo thân này mãn, đồng sanh về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay quyển sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo chủ được đến tay quý vị độc giả tâm đạo. Trong giáo pháp của Đức Huỳnh Giáo chủ là một giáo pháp nhiệm màu và thực tế, những người có duyên sẽ do đó mà bước lên con đường cùng tu, cùng tiến. Nếu kinh Pháp Hoa có ghi rằng Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế, có nghĩa là Phật vì một nhân duyên lớn mà có mặt trên đời, thì nơi này chúng tôi cũng dám xin nguyện cầu chư Phật và chư Thầy gia hộ cho người người được mở rộng nhân duyên. Xem sấm kinh này mà phát tâm thiện nguyện được như thế, chúng tôi tưởng không có nguồn vui nào hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thánh địa Hòa Hảo, ngày rằm tháng 7 năm Ất Thị 1965. Ban Phổ thông Giáo lý Trung ương nhiệm kỳ 1 năm 1964 đến năm 1966, Cẩn Khải. Quyển 5, Khuyến Thiện, tức là cuốn thứ 5, ở đoạn đầu và đoạn chót, viết bằng lối văn lục bát, còn đoạn giữa viết bằng lối thất ngôn, gồm 776 câu. Xuất bản lần đầu năm 1942. Ngài viết tại chợ quán Nam Nhâm Ngọ. Tác phẩm này khởi đầu bằng câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu gián trau đức hạnh ngày sau sẽ tường. Nội dung quyển sách này Đức Huỳnh Giáo chủ đã nhắc lại tiểu sử Đức Thích Ca và luận giải về tán sự khổ trong cõi ta bà, về pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ trược trừ thập ác và hành thập thiện. Băng tâm khẩu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cây quốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Cắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phang. Dạy khuyên những kẻ ngỗ ngang, biết câu lục tự gìn đàng tứ ân. Ở trần sử chọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật khởi thân liên đài. Cầu cho mối đạo hoàng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió dạn xương. Phật đài phưởng phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát trốn ưu sầu trần ai. Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền roi, đọc qua suy nghiệm xét soi tránh tà. Thì tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm. Trần gian say đắm theo màu sắc tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe dành tránh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí thu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật dọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từng nét xấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương, kệ lòng quảng ái xót thương nhân chúng, buổi lố lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nở yên ngồi, mà sớm kệ chiều kinh thong thả. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức gia công hoàng hóa. Nên đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ai gieo sâu vô tận. Sao nhằm buổi phong trào tân tấn, đôi chen theo vật chất văn minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dông tố, lời tà tư ngoại đạo gieo vào.
cho nhân sanh trong dạ núng nao, chẳng gìn chặt gương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh khóe, cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoạnh tài, để khốn khổ mặc ai chối kệ. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng du người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xệp thần thánh quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mết rằng, nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lợi quyền lại được vang danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làn sóng ấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phỉ báng khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiện. Ai nếm vào ắt là phải nghiện, chẳng còn lo trăng võ đấu trinh. Lấy xác thân dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tính của câu nhân quả. Dầu ai có bền gan sắt đá, cũng động lòng trước cảnh ngửa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc chuyên chuyên, phận môn đệ phải lo vun quén. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng? Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm tinh sắc tướng, lo chấn hưng Phật Pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6. Trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa. Thuở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ. Có Đức Vua Tịnh Phạn Nhơn Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên chúa thẳng tôi ngay phò tá, Đức Hoàng hậu Ma Gia phong nhã. Sắc đẹp giường ngọc thốt hoa cười, một hôm kia vẻ mặt vui tươi. Đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn trung hưởng. Của hoàng gia cũng được vinh quang, kể từ nay thiếp muốn an nhàn. Dưỡng tâm trí dần xa thế trược, chẳng phiền kẻ hầu sau đón trước. Chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu, xin một điều ở chốn long lâu. Tập đức tánh khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ. Chẳng ưa gần những kẻ ngang tàng, thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan. Phê cho thiếp những điều xin ấy, vua nghe xong vội vàng đứng dậy. Bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng, bà tâu thêm ở trước đền rồng. Xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân ví như con đò. Tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên. Lấy đức rộng bùa trong bá tánh, vua hứa chịu giúp người đói lạnh. Bà lui về cung điện nghỉ ngơi, đêm trăng thanh gió mắt thảnh thơi. Tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở, Đức Hoàng hậu trong lòng hớn hở. Giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng, bạch tượng tự ở trốn không trung. Bỗng xa xuống mình bà hối hả, vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ. Khắp phòng huê thơm phức mùi hương. Bà rảo chân bèn bước ra vườn, truyền thị vệ thỉnh vua lai đáo. Vua y lời đến nơi hoa thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tăm tối. Tiếng thần tiên trên không ca trổi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người đó lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia. Có việc chi vội vã rời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật lại chiêm bao trong giấc, xin vui với ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được lịnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quý. Ngày thám thoát đông qua hạ trí, bà trổ xanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiệm khí phách hơn người, vô cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ, sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính treo hoa yến ẩm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thẳng ngay chẳng có vị tư, đời thanh tịnh gìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thấu mối diệu huyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, A Tư Đà Tiên Hiền tên lão.
Thời buổi ấy vua ưa người đạo, bèn vào châu Tâu trước bệ Rồng. Xin vua cho ông được vào trong, được yết kiến Tử Hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ, trước cung điện ông liền bày tỏ rằng Tử Hoàng vừa được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sơn, tìm đạo lý rất dìu sanh chúng, ngài sẽ được thế gian ca tụng. Chắc phần ngài quả Phật vẹn tròn, buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết, cả hồng trần đau thương thống thiết. Nhờ ngài mà diệt nẻo luân hồi, vô phước nên tuổi bấy phận tôi. Chớ chẳng có điều chi lo ngại, Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy rước nợ trần nên vội quy tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền dùm săn sóc trông nom thái tử, khi lớn lên cho người dạy chữ. Lúc vào trường chẳng học mà thông, buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong cho thái tử đừng lìa cung điện, hội triều đình các quan lựa tuyển. Nàng Du Gia được chọn kết hôn, vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò, cất đền đài lộng lẫy đẹp to. Ngày ca múa đêm bày lơi lả, lòng thái tử cũng không siêu ngả. Ra khỏi đền Du Ngọ Ẩn một khi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lão tay nương gậy trống, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét cõi trần lòng dạ héo sao? Chỉ xiết nỗ núng nao cõi tạm, lần thứ ba xe lìa khỏi trạm. Được trông nhìn kẻ chết đang khiêng, về đền đài cảm xúc buồn riêng. Hằng để trí thầm phương giải thoát, lần thứ tư vừa đi dạo mát. Bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào dè đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gọi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất ra tầm đạo mau mau. Liền quay xe trở lại lai chào, xin vương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sau tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi. Ngài thuở ấy lên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu chi. Trải bao phen lao khổ xiết chi, sau ngài đến rạch Ni Liên Thuyền. Thấy cỏ hoa cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đắc ma vương theo khuấy, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn. Và lần bước phô trương độ chúng, ngài bèn xét ở trong Phật chủng. Các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vậy ta. Nên quay lộn ta bà cõi khổ, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ. Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc cả vũ trụ khắp cùng vạn vật. Dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành. Được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng. Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần sống khổ giạt trôi. Vô lượng thứ ở trong thế giới, lời Phật thuyết ta xin nhắc lại. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báu nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nệ chi trí xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tín dỗi nhàn xem xét. Giữ tâm mê dứt điều hờn ghét, dán cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trau rồi trí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại 8 phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau huyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói dương treo lòng bòng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật trội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đạo ẩn lão khổ thứ nhì nên kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân.
hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nưng chống chọi, thử nghỉ coi lao nhọc cùng trang. Đạo ẩn thứ ba ma bịnh làm nhăng, đem hình phạt xác thân ô uế. Bởi thời thế chuyển xoay biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa. Là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần chọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nỗi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đạo ân tử khổ thứ tư phân giải. Trên dương thế hữu tình tắc hoại. Có sanh ra khổ hải đâu chưa, trải bao phen dãi gió dầm mưa. Ngày kiệt sức huyễn thân tan nát, cần hấp hối tâm thần sao xác. Chí vẩn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung. Giả cõi tạm theo đường tội phước, nhiều phương thuốc ngừa sau ngăn trước. Mà cũng không thoát luận tuần hoàn, dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn. Chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi, đạo ẩn thứ năm nghĩ suy tìm tòi. Cầu chẳng thành những việc thích ham, người trên đời ai cũng lòng tham. Muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh là lụa. Không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng, đạo ân thứ sáu biệt ly cay đắng. Người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa. Lúc chồng nhớ ruột tầm chua xót, ở thế gian mấy ai thoát lọt. Nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cơn nguy nghèo thân thể chuân chuyên. Kẻ lưu lạc người chờ trông mãi, cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái. Đến xong đời để lại sầu ưu, cái khổ này giàu lắm chí mưu. Cũng chung chịu như người tâm tối, đạo ân thứ bảy khổ hoan táng hội. Hễ thương nhau tất có ghét nhau, thường tranh đua tiếng thấp lời cao. Chẳng nhẫn nhịn thành ra cửu hoán, muốn tránh xa đừng trông tâm dạng. Cứ gặp nhau mắt tạ kim châm, làm cho người đau đớn âm thầm. Khổ như thế diễn ra mãi mãi, đạo ân thứ tám yêu sầu lo ngại, cuộc tan thương dâu bể cảnh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhơ sạch, giàu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy dương đầy tủ. Của dương hế góp tom bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báu. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lão. Thể thanh tịnh thường không huyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chỉ yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hải chúng thảy đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhơn ngã. Sẵn vị ngôi dành phân thượng hạ, khỏi khổ câu hoán ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết giạt giáo. Chất thô trực tiêu tan mất cả, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã. Khổ buồn giàu lo sợ chẳng còn, trốn ta bà tim lụn giàu mòn. Thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo chề. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất. Cõi Tây phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện trí hững hờ, trừng họa đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, dán phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền rác rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên.
quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Gián tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma vương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thắng thất tình giữ vẹn đạo chung. Trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm. Rước xong rồi vô sự thành thơi, biển hồng trần lao lý diệu vơi. Xô đẩy mãi trong vòng ngũ trược, thân hôi tanh mũi rồi đón rước. Thêm nhọt u ghẻ lác phong cùi, đâu lúc nào tỏ ẩn vẹn yên vui. Là kiếp trước ta xin kể trước, dòm việc quấy ngắm điều bạo ngược. Mắt trông vào những chỗ đê hèn, nào được xem cảnh báo đài sen. Nghĩa kiến trực giải ra như vậy, chí vẩn vơ tưởng đó nhớ đây. Thiết mưu kế toan bề thắng thối, ghi thù ó ân trưởng điều đáp đối. Nên ma phiền não trực đắm say, chuyển luân trong nhân vật các loài. Căn mở ám làm điều dại dột, chúng sanh trực ta đã kể nốt. Còn thứ năm là mạng trực chung, số dầu sang họa phước bần cùng. Dầu hoa nguyệt thung dung cầu thả, ưa đẹp mắt mến điều mới lạ. Sang ngoài quyền hối lộ gần xa, nghèo a dua bợ đỡ nịnh tà. Khó trộm cướp cũng là nhơ xấu, nguyện cùng Phật dứt duyên trần cấu. Phải trừ thêm thập ác huyễn thân, khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần. Ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết. Đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chưa đi hương đảng bớt dày. Dùng sự thiệt giải bày tâm trí, người chẳng nhau tại mình gia vị. Mà cũng không hưởng được lợi danh, sau rõ ra chúng lại ghét ganh. Chiêu cảm quả bất lành thêm nữa, ác thứ nhị ỷ ngôn chất chứa. Đợi cho người lầm lỗi xéo vạch của tiền nhiều tự phụ rằng hay. Chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới, lắt léo chi có ba tấc lưỡi. Quan ỷ khôn mặt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo sực lu bù, ôi. Thấy thế lòng đau tợ cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt. Đừng để cho quỷ dắt đường cong, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng. Dầu trên dưới cũng không mấy khác, chúng vô phước đời này rốt nát. Người khôn ngoan chỉ dẫn mới là, lời trang nghiêm êm ái thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiện, tới ác khẩu thứ ba bày biện. Tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng. Chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hăm đánh giết những người hèn yếu. Hiếp xóm tròm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên. Hết dương thế kê sang thần thánh, chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh. Cõi long cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thay. Khuyên bá tánh bá ra gián bỏ, gương tổ phụ còn roi lại đó. Sao không theo nề nếp gia phong, chư thánh thần đâu có mất lòng. Mà kêu réo đông tây nam bắc, mấy câu trên toàn là dòng giặc. Những đàn bà khe khắt cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn. Không chừa dứt ắt mang tai ách, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đoan tránh hiền từ tích thiện thì thường có phước dư. Bằng tích ác họa ương đeo đăm, ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm. Nói thêm thừa huyễn hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt theo. Thương viện lẽ thấp cao bào chữa, đời bất công mấy ai xem sửa. Trên điêu ngoa dưới chẳng phục tòng, khuyên nhân sanh lấy lẽ trí không. Mà ăn ở nói năng trơn chất, Phật từ bi độ trong nhân vật. Là luật kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương. Chừng ấy mới kêu mời khó rước, người dương thế chẳng ưa bốc xước. Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn, đã tu hành đừng có bôn chôn. Tưởng hay giỏi khoe khoang tài cắn, người hiểu dành mới càng thêm chán. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng cháo chác cho người khinh dề. Ác tả dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đạo ớt thê thần. Làm đảo huyền tất cả quốc dân, tôi bất tránh hoàng cung dâm lọ ẩn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Dầu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại thiết nữ nhơn.
cái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nối trí, những mẹ hiền dâu thảo roi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng. Thoát mê đồ thường phóng quang minh, dán hiểu dành tiếng kệ lời kinh. Ác thứ sáu ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc. Chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi. Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ. Nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô. Trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đốt huệ từ bi đã giỏi. Vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy thu thân chừa thói vô nghi. Của phi nghĩa làm chi xong chuyện, luật nhân quả thật là cao viễn. Suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay. Cứ bền trí có ngày thong thả, ác thứ bảy sát nhân gây vạ. Tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm. Chờ đất thế ra tay hạ sát, viết đến đây đọng lòng rào rạt. Cẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa. Con đành sát phụ, lúc nguy cơ tớ mong hại chủ. Trò giết thầy tội đó đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng. Niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ. Dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào. Tình nhân loại phân chia yểm bách, giết sanh vật đầy lòng kiêu cách. Tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá ra bá tánh Việt đàn. Chớ sát hại mạng người như thế, bớt giết vật đặng mà cúng tế. Cẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, họ ác hiện kiếp làm điều bạo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn vái Phật trời. Nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi họa làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đạo ẩn này, điều họa phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả vay thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham vườn rộng cò bay thẳng kiếng. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao. Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm chơ một xác, cẫm kim tiền bội bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trược, lo vun trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ. Vật ở trần như bọt nước mây, thân ta đây dày đó mai đây. Của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thứ chín hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian. Giận hờn nhau thù oán dẫy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang dõng sức, phải bị người hềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp sự oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp giữ trên rừng. Cạp thịt toàn cầu xé tương bừng, phân từng mảnh mới là thỏa dạ. Diệt được nó tâm trần thong thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo.
nay ta đã quy y cầu đạo, cây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ 10 đạo ẩn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thỉ. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm trơn. Lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi theo điều phiền phức, bịn dịn đời cực khổ tăng thương, khi nói làm ít chịu suy lường. Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, diệt mê si phải nương tuyền giác. Muôn việc làm chính trực khôn ngoan, đừng bạ đâu tin bướng nghe càn. Làm ngu muội đọa thân uổng kiếp, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho trồng cây lành vị quả thơm tho. Tuy không thấy mà sau chẳng mất, dù ai có cười ta khờ khật. Cũng đừng phiền sao lãng trơn tâm, mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm. Cùng thiện tín bá ra hưởng ứng, muốn Phật giáo từ đây bền vững. Đừng riêng lo lợi dưỡng một mình, nếu xuất gia thì phải hy sinh. Cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo. Mượn bồ đề chuỗi hột lèo người, làm cho dân khinh rể ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thứ, tu còn ham chay to đám bự. Đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối rằng, lo tu bổ chùa chiền. Mà làm của xài riêng cho thỏa, bảo làm sao dân không xa ngã. Nghe lời du tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa. Riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật, trong bá tánh sâu thành chất ngất. Mãi nghi nan chẳng biết đàng nào, lòng mến yêu chẳng nệ công lao. Mượn bút mực đôi lời trần thuyết, tùy thiện tín hiểu ta giả thiệt. Làm hay không chẳng dám ép này, nguyện mười phương chư Phật đáo lai. Đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát kệ, đêm thanh hiên nguyệt dựa kề. Nhìn xem thế sự não nề tâm can, từ ta nương trốn Phật đàng. Dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh huê, trần hoàn thiện tín còn mê. Thêm lời dục thúc gọi về đàng tu, dốc lòng vạch mút mây mù. Đặng dìu bá tánh đường tu chen vào. Lời thầy cạn tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thau lọc lừa. Tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát trốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cửu huyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật hóa tánh tỉnh, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, cót sen thong thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng huyễn lập lòe sắc hương. Tu cầu chăm họ hiền lương, đồng tinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, dựa kê trơn Phật xa miền trần lao. Tu cầu chóng hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc cho thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối huyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu xanh ích gì. Chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kính vì người trên. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo chọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời dua mị học dày kệ kinh. Trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phim ó ân hờn cũng không. Đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồn, mà còn say đắm theo tuồng lẳng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàng tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem giày hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên giày, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉn ghê, ăn năn chẳng kịp khó về tính toan.
ngày nay sớm đến Phật đàng. Tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn. Không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi, thấy đời khó nỗi yên ngồi. Thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao, nữ nam muốn rõ âm hao. Dán trao đức hạnh ngày sau sẽ thường, ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên. Hạnh đức ân cần dán tập chuyên, thất tổ cửu huyền nơi chín suối. Mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, u vô thượng thập thâm dị ý truyền. Danh ngôn chép để rạch đàng tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết quyển 5.